và thành phần anthraquinone sẽ giúp làm kháng khuẩn, làm tiêu diệt các cái vi khuẩn mà có hại ở trong mũi của con. Đó là lý do tại sao mà khi mà bé ngửi tinh dầu tràm rất là thâm mũi là như vậy. Chào các anh chị quay trở lại với kênh YouTube Tinh dầu tràm Đa Gia Pha, và tôi là Đặng Thị Như Hà, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đa Gia Cô và là chủ sáng lập của thương hiệu tinh dầu tràm Đa Gia Pha. Và một số các chị khi mà liên hệ chúng tôi để hỏi là cách dùng tinh dầu tràm như thế nào cho hiệu quả khi con bệnh ngạt mũi á, thì thực tế là đây là một cái vấn đề mà nhiều chị hỏi lắm. Chúng tôi cũng tư vấn rất là nhiều, nhưng mà trong số đó là có một số chị đã dùng rồi và một số chị chưa bao giờ sử dụng cách như chúng tôi nói, đó là xông mũi cho con bằng tinh dầu tràm. Vậy thì cách xông như thế nào và mình có lưu ý như vậy là không? Thì tôi chia sẻ luôn, thì đối với những bé mà từ 1 tuổi đến 2 tuổi á, thì những bé này mình chưa thể thoa trực tiếp tinh dầu tràm vào mũi cho con. Bởi vì là theo các nghiên cứu khoa học á, thì cái hệ hô hấp của bé rất là nhạy cảm, mình chưa thể thoa trực tiếp tinh dầu cho con. Dù là có dầu gì nữa chăng nữa mình cũng không nên thoa vào mũi, mình chỉ nên xông cho con để con hít được cái mùi tinh dầu tràm, nó sẽ có hiệu quả nhanh hơn. Đặc biệt là đối với những bé bị nghẹt mũi á, ba mẹ biết là con bị nghẹt mũi con không có bú được đâu, con không có ăn gì được hết trơn á, con sẽ rất là khó chịu, là tối ngủ con còn thở khì khì, ba mẹ rất là nắm ruột đúng không ạ? Thì trong trường hợp đó mình đã thoa tinh dầu tràm vào lưng ngực rồi nhưng mà nó vẫn chưa đỡ, bởi vì cách mình làm chưa có đúng lắm, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là cách đúng là như thế nào nha mọi người. Đầu tiên là anh chị chuẩn bị giùm tôi một cái ly như thế này, thì trong này có khoảng là 10 đến 15ml nước sôi. Nước sôi là nước nóng nha mọi người chứ không phải nước lạnh. Tiếp theo đó anh chị sẽ nhỏ vào 1 đến 2 giọt tinh dầu tràm vào. 1 đến 2 giọt tinh dầu tràm vào. Thì khi mà anh chị nhỏ tinh dầu tràm vào thì tại sao chúng tôi phải nói nước sôi mà không phải là nước lạnh? Bởi vì những nguyên nhân sau. Thứ nhất là khi mà nước sôi rồi thì đương nhiên nước sôi sẽ bốc hơi đúng không mọi người? Nước sôi bốc hơi sẽ kéo theo các phân tử của tinh dầu tràm đi lên. Thì trong tinh dầu tràm thì có hai thành phần chính. Thứ nhất là 18-sinol, thứ hai là anthraquinone. Thì thành phần 18-sinol sẽ giúp làm thông mũi cho con, và thành phần anthraquinone sẽ giúp làm kháng khuẩn, làm tiêu diệt các cái vi khuẩn mà có hại ở trong mũi của con. Đó là lý do tại sao mà khi mà bé ngửi tinh dầu tràm rất là thâm mũi là như vậy. Thì khi ba mẹ nhỏ nước vào rồi, ba mẹ đưa trước mũi con như thế này. Ba mẹ lưu ý nhé, khi mình làm như thế này đối với những bé mà khoảng 7-8 tháng tuổi rồi á, thì các bé đã hiếu động rồi, thì đôi khi chân tay của bé cường ngoại làm nước sôi đổ vào trong người thì rất là nguy hiểm. Nên mình sẽ làm khi nào mà con ngủ để ba mẹ yên tâm hơn. Hoặc là những bé nhỏ thì mình có thể làm lúc bé thức, ba mẹ chú ý là đừng để nước sôi đổ vào người con là được rồi. Vì trong trường hợp này chúng ta đang dùng nước sôi thì mới có hiệu quả, chứ còn mà nước lạnh bình thường thì nó không có hiệu quả nhanh đâu mọi người ạ. Đó là cách xông mũi cho con hiệu quả nhất. Và chúng ta có lưu ý gì không ạ? Chắc chắn là có lưu ý rồi. Lưu ý đầu tiên là ba mẹ cẩn thận không để con đụng vào cái ly khi chúng ta đang xông mũi như thế này. Thì chúng ta cầm trước mũi cho con khoảng là từ 5 đến 10 phút hoặc là 15 phút là nước sôi nó sẽ nguội. Thì chúng ta có thể dùng nước này để đi pha nước tắm cho con, hoặc là chúng ta để lên nhà, hoặc là chúng ta làm gì đó thì tùy mình. Nhưng mà chúng ta sẽ xông mũi cho con đến khi nước nguội khoảng 15 phút. Cái thứ hai là chúng ta lưu ý là nước sôi này rất là nguy hiểm, nhưng khi chúng ta cầm chúng ta để là đừng để con đụng vào, đừng cứ để tay con nó kéo vào sẽ làm con bị bỏng da. Cái thứ ba là đối với những bé 1 tháng tuổi hoặc là những bé dưới 1 tuổi, những bé hơn 1 tuổi một chút xíu, khoảng 13-14 tháng, thì một số anh chị có hỏi là mình có thoa trực tiếp tinh dầu tràm vào mũi cho con được hay không. Thì câu trả lời của chúng tôi rằng là theo nghiên cứu của các tiến sĩ giáo sư ở trường Đại học Mỹ và đang được dạy, giáo trình đang được dạy tại trường Dược Hà Nội, thì chúng ta không nên thoa bất kỳ loại dầu nào lên mũi cho con. Bởi vì trong giai đoạn này hệ hô hấp của bé rất là nhạy cảm, mình không thoa cho con, nếu mà thoa thì sẽ gây độc cho con. Tóm lại là bà mẹ không nên thoa cho con nha các anh chị, không nên thoa vào mũi thôi. Tôi nói là không nên thoa vào mũi. Còn đối với những bé 3 tuổi trở lên thì ba mẹ có thể thoa được rồi. Vì khi mà mình thoa trực tiếp vào mũi cho con thì con hít vào thì nó cũng sẽ thông mũi rất là nhanh. Điển hình như người lớn mình cũng vậy. Người lớn của mình bị nghẹt mũi là anh chị thoa trực tiếp vào mũi, giảm nghẹt mũi rất là hiệu quả. Ngay cả tôi bị nghẹt mũi, tôi dùng cách đó cũng rất là nhanh đó mọi người. Thì đó là ba lưu ý chính. Thứ nhất là ba mẹ dùng nước sôi thì cẩn thận không để đổ mọi người cho con. Cái thứ hai là khi mình
dùng tinh dầu tràm để xoa mũi cho con thì mình dùng cho bé khoảng 1 đến 2 tuổi. Cái thứ ba là đối với những bé 1 đến 2 tuổi là mình không nên thoa trực tiếp dầu tràm vào mũi cho con, hoặc là tinh dầu tràm vào mũi cho con, hoặc là các loại dầu khác vào mũi cho con. Và đây là ba lưu ý chính khi chúng ta sử dụng tinh dầu tràm để xoa mũi. Còn về hiệu quả thì khoảng thời gian bao lâu là hiệu quả? Nếu mà nói hiệu quả thì chúng ta cần phải xét đến cái độ nghẹt mũi của bé là bao nhiêu lâu và nguyên nhân bé bị nghẹt mũi là như thế nào. Nếu như bé bị nghẹt mũi do thời tiết thì chúng ta xăm khoảng 1-2 lần thì bé sẽ đỡ, và khi mà trời lạnh xuống rồi thì bé bị nghẹt mũi lại, thì chúng ta còn phải kết hợp với thoa tinh dầu tràm để giữ ấm cho con thì nó mới hết hoàn toàn được. Chứ bé bị nghẹt mũi do trời lạnh, ba mẹ chỉ là xăm mũi cho con hết nghẹt mũi, nhưng mà cơ thể của mình đang lạnh thì chắc chắn là mũi cũng sẽ bị nghẹt trở lại thôi. Vì vậy chúng ta còn phải xác định chính xác là nguyên nhân bé bị nghẹt mũi do đâu. Và các khách hàng khi liên hệ chúng tôi đều hỏi là tại sao con chị bị như vậy, anh chị có biết nguyên nhân không? Vì có một số nguyên nhân chúng tôi không thể giải quyết được hoàn toàn giúp đỡ 100% đâu anh chị, nên chúng tôi còn phải biết chính xác nguyên nhân bé bị nghẹt mũi là do đâu, và chúng tôi mới đưa ra cách giải quyết cho phù hợp, các phương án, các cách thức cho phù hợp để ba mẹ khi mà dùng cho con sẽ có hiệu quả tối đa nhất. Rồi quay trở lại vấn đề là dùng bao lâu là phù hợp, đúng không ạ? Nếu như bé bị nghẹt mũi do trời lạnh thì chúng ta sẽ dùng 1-2 ngày là hết, 1-2 ngày là đỡ và kết hợp với thoa cho con. Còn nếu như bé bị nghẹt mũi do những nguyên nhân khác á, bé bị nghẹt mũi vì do bị sơ sinh, bị từ lúc sơ sinh tới giờ là nó chỉ đỡ một phần thôi, nó chỉ đỡ một phần. Rồi bên cạnh đó là nếu như em bé có đi khám bác sĩ rồi thì mình vẫn phải kết hợp chung với thuốc của bác sĩ cho uống nữa thì mới có hiệu quả. Nên tóm lại nguyên nhân ở đây mình cần phải biết rõ và để đưa ra cách giải quyết phù hợp. Thì đó là câu trả lời là khi mà mình bé bị nghẹt mũi mình sẽ xong như thế nào cho hiệu quả. Nhưng mà chắc chắn rằng là bé bị nghẹt mũi xong tinh dầu tràm cực kỳ hiệu quả luôn, kể cả người lớn hoặc là trẻ nhỏ, bởi vì thành phần 18 sinon rất là giúp thoa mũi cho con. Ngay cả những người lớn của mình á, mình ngửi trực tiếp ở miệng chai như thế này nè, rất là thơm mũi nha mọi người. Tuy nhiên thì khi ngửi trực tiếp miệng chai thì một số anh chị không quen, anh chị sẽ nói là cái mùi nó hơi nồng, mùi nó hơi đậm. Đúng rồi, bởi vì là tinh dầu tràm, cái lượng tinh dầu nó nhiều mà anh chị không thể nào ngửi trực tiếp lên da, cũng ngửi trực tiếp lên này mà nói là mùi thơm được đâu. Một số lượng rất là ít khi mà anh chị đã dùng quen rồi, còn nếu mà dùng chưa quen á thì anh chị bôi lên da và sau khoảng 1 đến 2 phút anh chị ngửi lại là mùi thơm cực kỳ thơm luôn, thơm và mùi dịu. Đó là quan điểm của tôi là như vậy, và một số khách hàng của bên tôi cũng phản hồi như vậy. Và các thắc mắc mà anh chị cần hỗ trợ thêm á thì mời các anh chị liên hệ hotline của chúng tôi 0901 809 484, hoặc là nhắn tin vào fanpage chúng tôi để đường link bên dưới để được hỗ trợ thêm nhé. Hãy cùng nhấn nút đăng ký để cập nhật các video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.